Những chiếc đầu dàn cho bác đây. Những chiếc này thì có liền công suất này, chạy CD, MD và cassette cho các bác. Thì báo cáo các bác là những chiếc đầu này đã có bản test, clip test rồi. Bác nào cần chi tiết của cái clip test cái bộ như này này thì em sẽ gửi cái clip test cho. Còn hiện tại bây giờ là em sẽ quay tổng hợp là trong này có đôi 4 6 cái mã đầu này. Ví dụ như em đọc là đầu số 16 này, cái này ạ. Cái đầu này giá 400k. Cái đầu 4 này thì MD đặc kém này ghi rồi đây. Nhưng bác nào cần cái clip test con đầu này em gửi clip cho, có nhá. Đây là con đầu Panasonic này, số thứ tự là số 16, giá 400.000. Con này quý vị có thể cắm loa từ điện thoại máy tính laptop qua để nghe được hết. Có bản test rồi. Bác nào cần em gửi bản test cho, số 16 giá 400.000. Tiếp theo sang con này. Con này có hai chức năng CD MD, nó đẩy như con robot luôn, rất là đẹp. Bác nào cần nhé, em gửi luôn bản test cho nhé. Có thể ghi đây, MD CD ghi được hết này. Ghi đĩa đây. Đấy, con này là số thứ tự là con này là ghi lỗi cassette này. Cassette này là không phải là lỗi đâu mà nó lâu ngày nó trùng dây, nó bị mục dây của loa đấy. Con này con số 11, giá 800k, cần clip gửi clip test cho. Tiếp tục sang tiếp theo đó là con Panasonic số 13. Đấy, con này là MD, lúc nhận lúc không này. Nhưng mà tóm lại là bác nào cứ cần là em gửi clip cho nhé. Giá 900k. Con này là con Panasonic tiếp theo. Con này con số 16. Con này cũng có trùng dây của loa cassette này, lỗi cassette này. Giá 9, còn CD, MD thì ok. Giá 950k. Con Victor số 14, giá cũng 950k. Con này đĩa MD lúc nhận lúc không này. Con Victor tiếp theo này nữa. Con Victor này số 15, giá 990k. Con này chạy ok hết. Đấy. Thì tất cả những cái dòng này thì em hàng ngày em test ở trên đôi loa Bát 30 cho các bác rồi. Bác nào cần thì em gửi bản test cho thì các bác sẽ biết là em đang đánh với con loa nào nhé. Em có bản test cho nó rồi. Hôm nay em quay tổng hợp cho các bác, cũng vừa hỏi để cho các bác thoải mái bác lựa chọn thích cái hình thức cái nào. Được chưa ạ?